rất là nhiều nha. Coi chừng có cua không nha. Em mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Mến chào cả nhà nha. Hôm nay em cũng mới vừa đi thăm cái dàn gặp về đây cô chú anh chị ơi. Mới thăm dàn gặp về, bữa nay cũng được mẹ cua cũng cắm khá. Giờ tiếp tục em thăm lú rồi em quay lại một đoạn video gửi đến cả nhà mình xem. Vợ chồng em mến chúc cả nhà mình xem video vui vẻ nha. Này, em cho cả nhà mình xem cua nè. Cũng rất là nhiều nha. Tuột xuống cái dàn gặp xuống cái giò của anh đầu đó rồi còn. Giờ tiếp tục thăm lú. Nam cầm zoom anh đi, anh tuột cái dàn gặp này xuống. Ngay tại đây này. Nó còn dính dài 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 trên kia nè, dài ở đây nè. Kỳ quá ha em. Coi chừng có cua không nghe mày, có cua giãn ra nghe. Không anh ơi, cơm không à. Em múc nước này nhiều nhiều đi. Thằng quá. Cái này anh thấy gâu nó đỏ tươi hết trơn đó. Tụi xuống đây nữa nè. Đây cả nhà ơi. Đâu em bên bên gai. Con nào nó bự bự không à? Con nào nó xứng đáng rồi chứ. Xá, xị, ngọ, lết, bò à. Ôi, ngon anh ơi con này à. Dính được nhiều tôm nên giờ đi em tiếng tàu luôn ha. Chưa hết đâu anh, chưa hết anh ơi. Ồ, cái nào mà cũng chạy như vậy hết trơn mừng. Mừng dữ luôn á. Cứ chạy đều đều vậy là ấm à. Chạy đều đều vậy là ấm. Chiều nay cũng chạy như vậy nữa anh cho nha. Tiếp tục tới cái lú thứ hai đây cả nhà ơi. Nằm trên dưới vậy ta. Sao nghe em ru vậy em? Ru ru anh. Ru ru. Sao nghe búng vậy? Có mà nằm im ghê vậy ha. Ừ, nó nằm im ru thiệt mà. Bấy nhiêu tôm? Hai con có bắt được hai con nhỏ. Con nào nhỏ em thả lại đi. Cái này nó không chạy bằng cái kia ha. Cái này yếu hơn cái kia. Yếu hơn cái kia rồi. Hai con này mình thả hai con này. Nhỏ mình thả lại mình nuôi khoảng. Bắt được hai em. Hai bàn nước nữa mình bắt được. Mình cua xếp nó nằm sát gạt chứ đây em gù hết em. Đây hả? Đây hả? Thì cá trên chồng chồng lên nó nằm xếp càng lại chứ. Nè em truyền cái dầm anh cầm anh làm tiếp chứ. Anh Thăm em bỏ đại đi một chút mình đặt sao. Cũng có nè. Có thương mình rồi anh ơi.
Ôi cái này chị được mấy con bự bự trời ơi. Anh thấy con tôm. Rồi lúa bị gắt luôn rồi. Cua nó vừa nó kẹp với tôm đó, nó kẹp con tôm này đỏ luôn. Nó ăn còn có cái sọ. Để bắt được nhiều bắt nha. Con nào nhỏ quá anh thả lại nha. Đây, con này nó hơi nhỏ em thả. Được con. Có bắt được nào không? Có. Được con với con cá bóng. Có cá bóng nhìn đặc cờ chứ. Rồi, bỏ đại đi. Hẳn chút anh gành vũ sao cho. Bỏ đi, bỏ, bỏ. Em nhổ cây rồi em chấm cây. Chạy cua nè không? Cái này vậy mà nó không bằng mấy cái kia ta. Nó không chạy hả? Không ơi. Nè, em quay đục lên. Gì đó, con tôm... Bỏ đại xuống đi. Bỏ đại xuống luôn. Em bơi thẳng tới em thầm cái lú đó luôn. Đây nè, đây nè. Thầm cái này chứ. Rồi có em ơi. Cái này cũng có lý nha. Dở ra là yêu cầu mà. Giờ con tôm là cái đầu bự bự là phái rồi. Nghe tiếng búng là được rồi không? Tiếng búng rồi ơi, cái này được phải em. Tôm này xuống bự nó búng mạnh hết đấy. Hồi hai xuống xứng đáng. Rồi búng lúc xuống. Bơi thẳng thẳng luôn, thẳng lên lú luôn này. Em quay được rồi đây. Ôi, anh ơi. Cái này cũng cũng khấm khá nè. Cái này đó. Cũng mê hàng quá. Mê chưa, mê chưa. Rồi, em xù vô hết không trong. Có gác luôn, trắng phiếu. Xù vô hết trong xô luôn đi. Khéo nghe để tôm nó búng ra nha. Đâu, anh coi luôn này, anh coi luôn này. Hôm nay chồng ông Thâm dặn lú tới đây cũng đã xong rồi. Kết quả được bấy nhiêu tôm này nha nha. Này em không dám dịu lên sợ tôm nó búng ra nha. Nó còn mới đổ vô nó còn mạnh, đổ vô cái nó búng ra. Chứ được bấy nhiêu cua đây. Cũng đủ trang trải bữa nay nha nha. Giờ thì còn bơi vỏ vô bắt đầu mình chói cua với mình bán cua tôm nữa là xong này. Lụm lúa được từ sáng rồi cô chú anh chị ơi.
Giờ em xin kết video ở đây và hẹn gặp lại cả nhà mình vào video tiếp theo nha. Em hẹn gặp lại cả nhà mình video sau nha.